Chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video. Bữa nay review cái con suối mà không phải bắn bắt đồng sản nha bà con nha. Chỉ giới thiệu là cái nơi để nghỉ dưỡng anh em về tương lai. Con suối này nè ông ơi con. Bên này á là thuộc Cẩm Mỹ. Cẩm Mỹ. Còn bên kia suối á, là thuộc Long Thành. Con suối nó chảy nghe róc rách mà tiếng suối chảy là chúng ta nghe được hai huyện luôn bà con. Thì con suối này kêu suối gì anh quên rồi. Suối Cả. Ơi anh cho anh Tấn anh đi trên cho anh đi trên này mình đi dưới. Đó, review anh Tấn đó bà con thấy không? Rồi bà con chúng ta quan sát ra là suối Cả này chắc cá nhiều. Tôi thấy chỗ đây là tôi mê đầu. Đây nhưng mà hôm nay không phải là review bất động sản nha anh em nha. Không phải là review bất động sản mà để cho anh em chúng ta thấy rằng là cái nơi về tương lai. Tại làm nông nghiệp, nhiều anh em hỏi mình là làm nông nghiệp nó có khổ không? Khổ mà còn khổ chứ không phải là sướng đâu, phải nắng non này nọ. Nhưng chúng ta làm nông nghiệp mà chúng ta có đầu tư, chúng ta có bài bản, chúng ta có một kiến thiết rất rõ ràng và ngoài ra là chúng ta có kỹ thuật đó. Chúng ta nên học và học mãi, học miết thôi, học chừng nào mà học ớn thôi. Thì bây giờ và chúng ta sẽ đi qua một cái vườn gọi là vườn sầu riêng. Ở đây á, nó sẽ có rất là nhiều cái để chúng ta sửa. Thì bây giờ thôi sẵn ở đây mình nói đâu thấy đâu thì mình nói đó để cho tất cả quý bà con. Thì nó liên quan đến vấn đề nước. Mới nãy giờ mình cũng đã nói với tất cả quý bà con. Bán anh chị này. Đây tất cả quý bà con chúng ta sầu riêng á, trồng á, nhiều anh em này. Nhiều anh em thắc mắc là sợ rầy, sợ nấm bệnh, rồi sợ đủ thứ. Thì bắt đầu nó liên quan đến vấn đề nước. Cái nước nó quan trọng, cực kỳ quan trọng nha anh em nha. Ngồi vấn đề rầy, vấn đề nấm bệnh. Đây anh em sẽ xem cái này là có gì thì anh nói nấy nha Tấn. Đó, cái này là bà con này, bà con quan sát. Ta đưa nước ra ngoài. Đấy, đưa ra nó nằm vậy cũng được nè, không tưới vào gốc nha anh em nha, không tưới vào gốc. Thì mục đích của nó tại sao mà phải đưa vậy? Cái đọt non là chúng ta ra này, ngồi cái việc chúng ta quản lý cái đọt non chúng ta làm sao cho rầy nó không tấn công, làm sao để cho cái lá chúng ta nó to. Thì bây giờ cái đọt non nó ra thì rễ non. Khi chúng ta quan sát cái cây, bà con chúng ta có kinh nghiệm như thế này nè. Khi chúng ta quan sát cái cây nha anh Tấn, mà thấy nó đọt non nó ra là rễ nó ra chắc cứu 100%. Và rễ nó ra là nó cần được cái lượng dinh dưỡng và nó cần nước nữa. Thì nước chúng ta phải đưa ra bên ngoài. Tại lúc này là rễ nó nằm ở đây chứ không phải rễ nằm trong kia. Cái rễ trong kia là rễ bự để nó để dẫn đó và nó lưu trữ cái dinh dưỡng đó, nó cần nó đưa lên cây thôi. Nó là giống như cái rễ bự trong đó, nó giống như một cái thân rồi. Đó thì nước chúng ta đưa ra ngoài này. Và đặc biệt có một cái chiêu này là hôm qua anh em trên TikTok hỏi mình về cái vấn đề là anh em hỏi mình là sau cái đọt của em nó ra rồi mà lá của em á, cái cơ đọt sau nó, cái cơ đọt này nó bung lá nó nhỏ. Cái này đây là một trong những cái chiêu mà cho bà con này. Chúng ta đi phân bón dạng nước thì bà con có thể thấy rằng là cái siêu dưỡng cây, siêu phục hồi là đi là cây rất là ok. Bà con có thể bỏ ở cái giai đoạn mà lá lụa, bỏ cái giai đoạn lá già cũng được, nhưng cái giai đoạn này chúng ta không bỏ nó được. Có nghĩa là giai đoạn này chúng ta cực kỳ quan tâm. Thứ nhất là chúng ta quản lý sâu rầy, chúng ta xịt siêu giáp, chúng ta xịt vật đọt sầu riêng ở trên lá và ở dưới chúng ta phải đi phân luôn bộ siêu dưỡng cây để nó có phân nó mới ăn. Thì giống như rễ non nó ăn ra là nó đưa vào nó, bây giờ không có phân thì cái lá này nó phải nhỏ. Đúng rồi, nhớ cái điều đấy nha. Chúng ta có bỏ cái gì đi nữa, giai đoạn nào đi nữa, nhưng cái giai đoạn lá non như thế này là chúng ta không để bỏ được nha tất cả quý bà con. Đây quay sát cho bà con coi chút xíu này. Ấy ngoài còn vấn đề quản lý sâu rầy, cái video này em làm nhiều rồi nhưng các bạn chưa coi đó, thì các bạn có thể coi cái video này. Khi nó nhú cái tim đèn như thế này là chúng ta phải xịt rầy liền. Chúng ta phải xịt rầy liền, rửa ra bảo vệ thực vật, mua rầy xanh quất nó nha. Chúng ta mua rầy xanh, chúng ta có thể cộng chung với phân bón lá, ví dụ như là vọt đọt sầu riêng chúng ta phun. Rồi cử từng này chúng ta phun vọt đọt sầu riêng, từng sau chúng ta cộng với siêu giáp chúng ta phun. Có nghĩa là sâu rầy mình cộng với vọt đọt sầu riêng từng này, từng sau mình lấy sâu rầy cộng với siêu giáp mình xịt trên lá hết rửa. Và đây cái điều kiện một thêm nữa, cái điều kiện này bà con sát vô này mà để bà con chúng ta quan sát một chút xíu này bà con này nha bà con. Khi bà con quan sát cái tầng lá này, đây thí dụ như cái lá này bà con nhìn thấy này, ở bên ngoài này thấy không, em thấy bên ngoài này lá nó ít nấm bệnh hơn ở trong tầng ra trong. Không? Đúng rồi. Đúng không? Thì quan sát thì tại sao như vậy? Là những ở tầng trong này chúng ta đang để cái độ ẩm là chúng ta tưới nước này, cái thứ hai nữa là nắng nó không vào được ở bên trong. nó nắng nó không vào được ở bên trong, thế nên là chúng ta phải rửa, có nghĩa là chúng ta lựa, chúng ta bấm bớt những cái cành tâm. Những cái cành tâm là cành như thế nào? Cành tâm đây bà con, ví dụ như cái tâm xỉ răng đó, gọi là cành tâm đó. Những cái cành này chúng ta bấm bỏ, những cái cành nào bệnh bấm bỏ, tâm bỏ, chúng ta sẽ dọn rửa từ từ. Đúng ra cái về cơ sở lý thuyết á, là khi cái lá này chúng ta nó đang ra cơ đòn này, chúng ta không tỉa cành, đúng là nguyên tắc như thế này. Nhưng mà trong vườn chúng ta nó um tùm quá và chúng ta không có thời gian. Nếu dùng nói là không có thời gian, do chúng ta tự bao biện cho chúng ta thôi, chứ chúng ta cũng cố gắng. Thì đúng ra là chúng ta sẽ bấm tỉa ở cái giai đoạn lá nó đã hình thành, nó lụa, nó bánh tẻ như thế này rồi. Nhưng mà thí dụ như chúng ta không có thời gian, hoặc là vườn chúng ta, nói chung chúng ta đang làm là chúng ta lấy công đồng đời nữa, chúng ta có từ từ chúng ta làm, thì chúng ta có thể bấm tỉa những cái cành nhỏ, những cành tâm ở trong này. Đây, qua cho bà con coi chút xíu này, Quang ơi. Thì những cái cành tâm như này chúng ta có được quyền bấm tỉa, nhưng chúng ta bấm tỉa nhưng chúng ta không được bấm đọt. Ví dụ như anh thấy cái đọt trên kia nó cao ấy, thí dụ vậy, anh bấm đọt thì đang đọt non, nhưng là bấm nó sốc. Nhớ. Còn ở đây thì mình có thể bấm được. Em dọn, em rửa những cái lá như thế này. Cái lá này bấm xong là đi tiêu hủy liền, chứ nó lây như Covid kia mà giỡn đâu nha. Đấy là thấy đâu thì mình nói đó. Rồi bây giờ mình giải quyết là ống nước mình đưa ra hết bên ngoài. Rồi. Ok. Vậy nha bà con, chúng ta từ từ đi tiếp nữa nha bà con. Ở đây anh trồng vú sữa bằng kim này quý vị. Một trong những cái loại cây mà xưa giờ nó cũng rất là hot. Và chúng ta đang quan sát đây là bưởi nhà trồng nha quý vị. Tại đây là xuất xứ nguồn gốc biết rõ hết rồi, bưởi nhà trồng rồi. Các anh em nào muốn ăn bưởi liên hệ tôi, bưởi sạch. Tù ơi, cái bưởi nó to chưa? Vườn bưởi. Này, con đường này là nó có thông dưới kia không ta? Hay là mình nội bộ làm tới đây thôi anh. Đây là dừa nhà trồng nha quý vị anh chị các bạn. Trời ơi, này là xây mấy cái tum mà chiều câu cá ở đây. Tối rồi đây mày lấy cái liều ngủ cũng được làm gì. Nó không có mũi là mình có cái mùng mà sợ vậy. Rồi anh để sẵn mấy cần câu cá này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tham quan một cái mô hình khác, sầu riêng. Coi thử cái cây nó thiếu cái gì và lá như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hẹn bà con ở một cái video tiếp theo nha bà con. Coi dài quá bà con ngán. Rồi bye bye bà con, mình với anh Tấn bye bye.